Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đi Đi Khám Phá. Việt Nam chúng ta là một đất nước xinh đẹp, được thiên nhiên ưu ái ban tặng một thảm thực vật đa dạng, ước tính có khoảng 20.000 loài thực vật ở nước ta. Tuy nhiên vì nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, đã đẩy một số loài thực vật ở nước ta đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt. Những loài thực vật này sẽ được nhà nước ghi tên trong danh sách đỏ, nhằm đưa ra các biện pháp bảo tồn. Hôm nay các bạn hãy cùng Đi Đi Khám Phá, tìm hiểu về các loài thực vật có tên trong sách đỏ Việt Nam nhé. Sách đỏ thực vật Việt Nam, kỳ 1, các loài lan hài có tên trong sách đỏ Việt Nam. 1. Lan hài đài cuộn. Chúng còn có một số tên gọi khác như hài cánh sen, hài đài cuốn, lan hài áp bờ tơn, vệ hài đài trắng, vệ hài áp ly tơn, hài đài cuộn, lan hài đài cuộn, lan hài đài cuốn, lan hài táo, hài đài. Lan hài đài cuốn có tên khoa học là Paphiorhidium apotonianum, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Tại nước ta loại lan này phân bố tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, núi Bì Đúc thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng. Là loài cây thân thảo lâu năm, lan hài đài cuộn mọc trên đất mùn dưới những tán rừng nguyên sinh, rừng cây là kim, thân lan ngắn chìm dưới đất, lá hình thuông dài, lá màu lục, mặt trên có nhiều đốm nhỏ màu lục nhạt, hoa có màu tím lục, cuốn chung màu đỏ, phủ lông ngắn. Mùa hoa vào khoảng tháng 3 đến tháng 5. Là loài lan quý, có vùng phân bố hẹp, chúng bị thu hái nhiều để phục vụ thú chơi cảnh của nhiều người, khiến cho số lượng lan tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Loài lan này được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam từ năm 1996, phân hạng VUB1+2B, C, E, phụ lục 1 của Công ước CITES. Và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, nguy cấp, quý hiếm nhóm 1 của Nghị định số 32/2006, NDCP, ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, cần bảo tồn các quần thể còn sót lại ở các khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Thạch Nham, Chư Giang Sinh và Bì Đúc, đồng thời thu hạt để gieo ươm bảo tồn ngoại vi. 2. Lan hài hồng. Loài lan này có tên khoa học là Paphiorhidium yelenacei, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Là loài lan đặc hữu của nước ta, chúng có vùng phân bố tự nhiên tại hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Là loài cây thân thảo lâu năm, lan hài hồng mọc thành bụi nhỏ trên các hốc đá ẩm. Lan có lá dài, rộng mặt trên màu lục thẫm, mặt dưới nhạt hơn, có nhiều chấm màu tía, cuốn màu lục, có chấm đỏ và lông thưa. Lá đài trên hình trứng, đều nhọn, mép hơi cuộn, dài mặt trong màu hồng nhạt, có lông ngắn, mặt ngoài có nhiều chấm đỏ. Lá đài dưới gống lá đài trên về hình dạng nhưng lớn hơn một chút, ngắn hơn môi. Cánh hoa gần tròn mặt trong màu hồng nhạt, mặt ngoài có nhiều chấm màu hung đỏ, có lông thưa ngắn ở cả hai mặt. Cánh môi màu đỏ tươi, hình trứng cầu miệng hình bầu dục, mép cuốn vào trong, có lông ngắn ở gốc. Nhị lép màu tím đỏ với một vệt rộng màu vàng tươi ở đỉnh, màu trắng ở gốc, hình thoi, mép có lông. Mùa hoa vào khoảng tháng 2 đến tháng 3 hàng năm. Là loài đặc hữu của Nam Trường Sơn, loài lan này được coi là một nguồn gen quý của tự nhiên. Tuy nhiên vì là loài lan đẹp và quý hiếm, vì vậy mà chúng bị khai thác ổ ạt nhằm phục vụ thú chơi cảnh và xuất lậu sang nước ngoài. Đến năm 1990, loài lan này gần như biến mất ngoài tự nhiên, chỉ còn một số ít bụi lan mọc tại những khe đá, vách núi hiểm trở mới không bị khai thác. Lan hài hồng có tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 458, phân hạng CR, A1C, D+2D, B1+2B, C, E, phụ lục 1 của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của Nghị định số 32/2006, NDCP, ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bảo vệ trong khu bảo tồn thiên nhiên Bì Đúc, trong đó có núi Hòn Giao. Cần nhân rộng việc gieo để vừa tạo nguồn cây làm cảnh đồng thời bảo vệ nguồn gen. 3. Lan hài Helen. Loài lan này có tên khoa học là Paphiorhidium helenae, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Loài lan này chỉ mới phát hiện sinh sống ở Cao Bằng, Bắc Cạn của Việt Nam và một số vùng ở Trung Quốc. Lan hài Helen là loài cây thân thảo lâu năm, có lá mọc cụm, là thuông hình bầu dục, mặt trên lá màu lục, rải rác có chấm màu tím tía ở gốc, mặt dưới màu lục nhạt. Cụm hoa có cuốn dài, hoa có kích thước lớn so với toàn cây, có lông ngắn ở mặt ngoài lá đài,
lá đài gần trục hoa màu vàng tươi, hình trứng ngược, lá đài kia màu trắng, hình trứng, cánh hoa màu vàng cam với mạng gân màu da cam hoặc nâu thẫm, hơi có lông ở mép và gốc trong, môi màu da cam, nâu tươi, hình túi xấu, nhĩ lép màu vàng nhạt, hình trứng ngược rộng, có lông dài, bầu dài phủ đầy lông ngắn màu tía thẫm. Mùa hoa vào khoảng tháng 9 đến tháng 11, lan hài hay len mọc dưới những tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa, rừng cây lá kim hay hỗn giao cây lá kim, rừng lá rộng trên núi đá vôi, ở độ cao 600 đến 1000 mét. Lan mọc thành nhóm nhỏ rải rác trong các khe nứt, ít đất của các vách dựng đứng ở gần đỉnh và đỉnh núi. Là loài lan quý hiếm, có vùng phân bố hẹp, ngoài ra chúng cũng bị ảnh hưởng bởi nạn tận thu. Người dân thu hái loài lan này để bán làm cảnh và xuất lậu ra nước ngoài. Chúng cũng bị ảnh hưởng bởi nạn phá rừng. Loài lan này có tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 462, phân hạng CR1A, CD, B1+2B, C, E. Phụ lục 1 của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của Nghị định số 32.2006, NDCP, ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bảo vệ phần quần thể nhỏ nhoi còn sót lại ở Trà Lĩnh và Đông Khê. Cần nhân rộng việc gieo để vừa tạo nguồn cây làm cảnh đồng thời bảo vệ nguồn gen. 4. Lan hài long. Loài lan này có tên khoa học là Papilio idyllum hirsutissimum, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Lan hài long là loài thân thảo, sống trên đá hoặc đất trong những cánh rừng thưa ở độ cao từ 700 đến 1.800 mét. Lan hài long có lá dải, thuôn dần đến đỉnh, hai thùy lệch, lá màu xanh có chấm màu tía ở mặt dưới, cuốn hoa dài, có lông dài phủ dày, che ở gốc vẫy bẹ, lá bát hình bầu dục, có lông. Hoa lớn, đường kính 11 đến 14 cm, lá đài màu vàng nhạt đến màu xanh nhạt, màu nâu bóng lan ra đến mép, cánh hoa màu vàng nhạt, các chấm màu nâu tía ở nửa dưới, màu hồng tía ở nửa trên, cánh môi màu vàng nhạt đến xanh nhạt. Nhĩ lép màu vàng nhạt, các chấm màu tía ở phần gốc, màu nâu bóng ở phần giữa, lá đài trên hình trứng thuôn, đỉnh tù hay tròn, mép lượng sóng có lông, lá đài dưới giống như là đài trên, cánh hoa nằm ngang, uốn cong, hình thìa, tròn ở đỉnh, lượng sóng mạnh ở gốc, có lông, môi hình túi, nhĩ lép hình gần vuông tù lồi. Tại nước ta loại lan này phân bố tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lâm Đồng. Trên thế giới chúng phân bố tại Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan. Vì là loài lan đẹp, có giá trị thẩm mỹ cao, nên chúng bị khai thác quá mức, dẫn đến việc suy giảm nghiêm trọng số lượng lan hài long trong tự nhiên. Lan hài long được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 463, phân hạng VUA1C, D+2D. Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1 của Nghị định số 32/2006. NDCP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, đề nghị xây dựng khu bảo tồn và nhân giống lan trong vườn quốc gia. 5. Lan hài lục. Loài lan này có tên khoa học là Papilio idyllum gratisinum, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Lan hài lục là loài thân thảo lâu năm, chúng sinh trưởng trên rhyolite, dưới tán rừng nguyên sinh rậm, thường xanh nhiệt đới mưa mùa cây lá rộng. Chúng mọc thành nhóm nhỏ rải rác trong các khe nứt, ít đất của các vách dựng đứng gần đỉnh, ở độ cao từ 900 đến 1.100 mét. Mùa hoa vào khoảng tháng 10 đến tháng 12. Lan hài lục có lá hình dải màu lục có chấm màu nâu tím ở mặt dưới gân gốc. Cụm hoa có cuốn dài, hoa có lông trắng ở mặt ngoài các lá đài. Lá đài gần trục màu trắng hồng, ở gốc chuyển thành màu lục. Có ít nhiều chấm màu nâu tía, hình trứng rộng, lá đài kia màu lục nhạt, hình trứng, cánh hoa bóng, màu vàng nâu, có mạng gân đỏ ửng hay tía nâu, thường hình thìa, nhĩ lép màu vàng, hình tim ngược rộng phủ lông màu nâu tía thẫm. Tại nước ta loại lan này phân bố tại Lào Cai, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Trên thế giới chúng phân bố tại Lào và Trung Quốc. Là loài lan quý, có hoa đẹp, chúng bị khai thác quá mức dẫn đến số lượng lan trong tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Lan hài lục được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 461, phân hạng CR1A, C, D2D, phụ lục 1 của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của Nghị định số 32/2006 NDCP, ngày 30 tháng 3 năm 2006.
nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bảo vệ phần quần thể nhỏ nhoi còn sót lại ở vườn quốc gia Tam Đảo, thu hạt gieo để vừa tạo nguồn cây làm cảnh đồng thời bảo vệ nguồn gen. 6. Làng hài Malipo. Loài lan này có tên khoa học là Paphiops idyllum malipoense, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Lan hài Malipo mọc trong các khe nứt hay hốc đất ẩm, ít đất ở các vách trình sườn và gần đỉnh núi. Ở dưới tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới, mưa mùa cây lá rộng và hỗn giao cây lá rộng, cây lá kim trên núi đá vôi, ở độ cao 400 đến 1450 m. Mùa hoa là tháng 3 đến tháng 4. Lan hài Malipo có lá hình thuông hay bầu dục hẹp, ở mặt trên có những khoang màu lục nhạt, lục thẫm xen kẽ nhau, mặt dưới có nhiều chấm màu nâu tía. Cụm hoa có cuống mảnh và dài có lông, thường mang một hoa ở đỉnh. Hoa có mùi thơm dịu, thường màu lục nhạt với mạng gân mảnh hay chấm thưa màu hạt lựu hoặc tía. Lá đài ở gần trục hoa hình trứng rộng, lá đài kia từ hình trứng rộng hoặc mũi mát, cánh hoa hình trứng có lông màu trắng, môi là túi gần hình cầu to, mép cuốn vào trong, nhị lét lồi, hình trứng thuôn rộng. Loài này hiện chỉ phân bố tại Việt Nam và Trung Quốc, linh chúng có giá trị cao, đặc biệt chúng là một trong số ít loài hoa có màu lục, vì vậy chúng bị khai thác quá mức, dẫn đến số lượng lan trong tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Lan hài Malipo được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 465, phân hạng NA1A, C, D+2D, phụ lục 1 của công ước Size và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của nghị định số 32/2006 NDCP ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Cần bảo vệ trong các khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Đại Sơn, Na Hang, Bà Cò, Hang Kia. Nhân rộng việc gieo để vừa tạo nguồn cây làm cảnh đồng thời bảo vệ nguồn gen. 7. Lan hài râu. Loài lan này có tên khoa học là Paphiops idyllum dionthum, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Lan hài râu là loài cây thân thảo lâu năm, mọc thành nhóm nhỏ ở khe nứt ít đất của các vách dốc đứng gần đỉnh, đôi khi mọc bám cả trên cây thân gỗ khác. Chúng sinh trưởng dưới tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới, mưa mùa cây lá kim hay hỗn giao, núi đá vôi, ở độ cao từ 900 đến 1400 m. Mùa hoa vào khoảng tháng 9 đến tháng 11. Lan hài râu mọc chùm, lá chất da, dày, hình thuông, mặt trên màu lục thẫm, mặt dưới màu lục nhạt. Cụm hoa có cuống dài, thông thường bụi lan hài râu thường có 2 hoa, hiếm khi chỉ có 1 hoa, hoặc nhiều hơn là 3 đến 5 hoa. Lá bắt hình trứng rộng, hoa rộng, có lông ở mặt ngoài lá đài gần trục hoa màu trắng chuyển thành màu lục ở gốc, hình bầu dục, lá đài kia màu lục nhạt với mạng gân màu lục thẫm hơn. Hình trứng rộng, cánh hoa hình dải xoăn màu trắng hay vàng lục nhạt. Môi màu vàng nâu nhạt, hình túi sâu, với hai thủy bên hình tam giác, nhị lét màu trắng với mạng gân màu lục thẫm ở giữa, hình trứng ngược, bầu dài, nhẵn. Loài lan này chỉ được phát hiện sống trong tự nhiên tại Việt Nam và Trung Quốc. Vì là loài lan đẹp và quý hiếm, nên chúng bị khai thác cực đoan, dẫn đến số lượng lan hài râu trong tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Lan hài râu được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 459, phân hạng NA1C, D+2D, B1+2B, C, E. Phụ lục 1 của công ước Size và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của nghị định số 32/2006 NDCP ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bảo vệ phần quần thể nhỏ nhoi còn sót lại ở các khu bảo tồn thiên nhiên Bà Cò, Hang Kia, Phong Quang, Bác Đại Sơn. Cần nhân rộng việc gieo để vừa tạo nguồn cây làm cảnh đồng thời bảo vệ nguồn gen. 8. Lan hài tía. Loài lan này có tên khoa học là Paphiops idyllum purpuratum, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Lan hài tía là loài cây thân thảo lâu năm, mọc rải rác trên đất ở chân các vách đá có nhiều mùn. Dưới những tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới, mưa mùa cây lá kim, ở đỉnh và đường đỉnh núi đá vôi, tại độ cao từ 600 đến 1000 m. Mùa hoa vào khoảng tháng 9 đến tháng 10. Lan hài tía có lá mọc thành hai dãy. Lá hình thuông, mặt trên loang lỗ các khoang màu lục thẫm và lục nhạt, mặt dưới màu lục nhạt. Cụm hoa có cuống dài, lá bắt hình trứng hẹp có lông trắng. Hoa rộng có mạng gân màu đỏ thẫm, tía ở tất cả các mảnh bao hoa. Lá đài gần trục hoa màu trắng,
ở nửa dưới chuyển sang màu lục, hình trứng rộng, lá đài kia màu lục, hình trứng hẹp cánh hoa màu đỏ, tía thẩm, về phía gốc chuyển thành màu lục nhạt, về phía chóp thành màu hồng, có nhiều mụn cóc nhỏ dọc gân, hình bầu dục hay thuôn, nhị lép, bầu dài phủ lông trắng. Loài lan này hiện chỉ phát hiện sống trong môi trường tự nhiên tại Việt Nam và Trung Quốc. Lan hài tí giống như các loài lan hài khác trong sách đỏ Việt Nam, có vùng phân bố hẹp, vùng phân bố rải rác và việc khai thác quá mức khiến cho số lượng lan hài tí trong tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Lan hài tí có tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 467, phân hạng NA1C, D+2D, B1+2B, E, phụ lục 1 của công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của nghị định số 32/2006/NDCP ngày 30 tháng 3 năm 2006, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, bảo vệ phần quần thể nhỏ nhoi còn sót lại ở khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang. Cần nhân rộng việc gieo để vừa tạo nguồn cây làm cảnh, đồng thời bảo vệ nguồn gen. 9. Lan hài trần liên. Loài lan này có tên khoa học là Paphiops idyllum tranlinianum, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Là loài cây thân thảo lâu năm, loài lan này mọc rải rác trong các khe nứt, ít đất của các vách dựng đứng ở sườn núi, dưới tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa cây lá rộng, trên núi đá vôi, ở độ cao 400-650m. Mùa hoa vào khoảng tháng 9 đến tháng 11. Lan hài trần liên có lá xếp thành hai dãy. Lá hình dải, mặt trên màu lục bóng với mép nhạt hơn, mặt dưới màu lục nhạt với nhiều chấm màu tím ở gốc. Cụm hoa có cuống dài thường mang một hoa. Lá bát hình trứng, lông ngắn ở gân giữa và mép tận cùng. Hoa rộng, lá đài có lông ngắn ở mặt ngoài. Lá đài gần trục hoa màu trắng, gốc chuyển thành màu lục với sọc màu tía nâu. Gân tròn, lá đài kia màu lục nhạt, hình trứng, cánh hoa màu tía, nâu với chóp màu lục, hình thuôn, bóng, mép lượn sóng. Có lông trắng, gốc có nhiều lông nâu, tía nhạt, môi màu đỏ, nâu thẫm, nhị lép, hình trứng ngực có mũ bóng, bầu phủ đầy lông ngắn nâu nhạt. Đây là loại lan đặc hữu của miền Bắc Việt Nam, phân bố tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Là loại hoa đặc hữu quý hiếm, trong tự nhiên lan hài trần liên có vùng phân bố hẹp và rải rác, cộng thêm việc bị khai thác quá mức, khiến cho số lượng lan hài trần liên trong tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Loài lan này được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 468, phân hạng NA1A, C, D, B1+2E, phụ lục 1 của công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của nghị định số 32/2006/NDCP ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, bảo vệ phần quần thể nhỏ nhoi còn sót lại ở khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang. Cần nhân rộng việc gieo để vừa tạo nguồn cây làm cảnh, đồng thời bảo vệ nguồn gen. 10. Lan hài vàng. Loài lan này có tên khoa học là Paphiops idyllum violosum, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Là loài cây thân thảo lâu năm, lan hài vàng sinh trưởng bằng cách bám thành bụi nhỏ trên thân và cành cây gỗ, đôi khi cả trên các tảng đá ở sườn núi, dưới tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa cây lá rộng hay hỗn giao với cây lá kim trên núi đá granite ở độ cao 1.100-2.000m. Mùa hoa vào khoảng tháng 4-6. Lan hài vàng có lá hình dải, màu lục ở mặt trên, lục nhạt ở mặt dưới với nhiều chấm màu nâu tía ở gốc. Cụm hoa có cuống dài mang một hoa. Lá bát nhẵn, hoa rộng có lông trắng ngắn ở mặt ngoài lá đài. Lá đài gần trục hoa màu trắng, ở gần giữa màu lục và ở chính giữa là màu đỏ thẫm, hình trứng ngược, lá đài kia màu lục nhạt, hình trứng ngược. Cánh hoa bóng, màu đỏ nâu với dải giữa màu đỏ thẫm và gốc vàng nâu, thường hình thìa, có lông ria và lông màu tía ở gốc, môi màu đỏ với mạng gân màu đỏ thẫm, nhị lép màu vàng, hình tim ngược có lông cứng, bầu dài phủ lông dày đặc. Tại nước ta loài lan này phân bố tự nhiên tại Gia Lai và Lâm Đồng, trên thế giới chúng phân bố tại Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và Lào. Là loài lan quý, có hoa đẹp, vì vậy mà chúng bị khai thác một cách cực đoan, khiến cho số lượng lan hài vàng trong tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Loài lan này được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 470, phân hạng NB+2B, C, E, phụ lục 1 của công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý,
hiếm nhóm 1 của Nghị định số 32/2006/NDCP ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bảo vệ phần quần thể nhỏ nhoi còn sót lại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bì Đúc. Cần nhân rộng việc gieo ươm để vừa tạo nguồn cây làm cảnh đồng thời bảo vệ nguồn gen. 11. Lan hài điểm ngọc. Loài lan này có tên khoa học là Paphiops idyllum amazonii, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Là loài thân thảo lâu năm, lan hài điểm ngọc mọc trong các khe nứt ít đất, của các vách dốc đứng ở sườn gần đỉnh núi. Dưới tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa cây lá rộng, trên núi đá vôi, ở độ cao 400-600m. Mùa hoa vào khoảng tháng 4 đến tháng 6. Lan hài điểm ngọc có lá xếp thành hai dãy. Lá dài, hình thuôn, mặt trên màu lục bóng, mặt dưới màu lục nhạt. Cụm hoa có cuốn dài, mang một hoa. Lá bắc hình bầu dục màu trắng. Hoa thơm dịu, lá đài và cánh hoa dày, màu trắng, có lông ngắn ở cả hai mặt. Lá đài ở gần trục hoa hình bầu dục, lá đài kia hình bầu dục rộng gần tròn. Cánh hoa hình bầu dục rộng gần tròn, ở gốc có lông dài và chấm tía. Nếp bên đôi khi uống vào trong, môi màu vàng hay da cam nhạt. Gân hình cầu với các chấm to và trắng đục như hạt ngọc, mép cuốn vào trong với mạng gân lõm, nhị lét màu vàng với hai vệt màu đỏ cam, bầu có lông nhung trắng. Loài lan này hiện chỉ được ghi nhận phân bố tại Thái Nguyên và Vĩnh Phúc của Việt Nam, và một số nơi tại Trung Quốc. Là loài lan đẹp, hiếm, có vùng phân bố rải rác, nên số lượng trong tự nhiên của loài lan này không nhiều. Lan hài điểm ngọc có tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 460, phân hạng CRH1A. C, D, phụ lục 1 của công ước Size và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của Nghị định số 32/2006/NDCP ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bảo vệ phần quần thể nhỏ nhoi còn sót lại. Cần thu hạt gieo ươm để vừa tạo nguồn cây làm cảnh đồng thời bảo vệ nguồn gen. 12. Lan hài mạng đỏ tía. Loài lan này có tên khoa học là Paphiops idyllum mitranthum, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Là loài cây thân thảo lâu năm, lan hài mạng đỏ tía mọc thành từng đám nhỏ ở chân các vách gần đỉnh và đỉnh núi, nơi có nhiều đất và rêu, có độ ẩm cao, dưới tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa cây lá kim, rất ít khi hỗn giao cả với cây lá rộng, trên núi đá vôi, tại độ cao 900-1600m. Mùa hoa vào khoảng tháng 3 đến tháng 5. Lan hài mạng đỏ tía có lá xếp thành hai dãy, thân rễ, lá thường hình thuôn, mặt trên màu lục với các đốm to màu lục thẫm, mặt dưới có nhiều chấm màu tím hoặc tía, cụm hoa có cuốn dài mang một hoa, hoa không có mùi, thường màu hồng hay vàng nhạt, thẫm hơn về chóp và có mạng gân màu đỏ tía thẫm. Lá đài ở gần trục hoa hình trứng rộng, cánh hoa hình trứng ngược rộng, chóp tròn, có lông mép và nhiều lông dài màu trắng ở mặt trong, môi hình trứng rộng, lõm sâu, mép cuốn vào trong, nhị lép lồi, hình thuôn rộng hay hình bầu dục. Là loài lan quý hiếm, có màu hoa đẹp, chúng có giá trị đặc biệt trong việc lai tạo ra các giống lan mới. Loài lan này hiện chỉ được phát hiện phân bố trong tự nhiên ải Việt Nam và Trung Quốc. Vì là loài lan đẹp, dễ trồng và lai tạo, nên lan hài mạng đỏ tía tự nhiên bị thu hái ồ ạt dẫn tới việc lan trong tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Lan hài mạng đỏ tía có tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật, trang 466, phân hạng NA1A, C, D+2D, B1+2E. Phụ lục 1 của công ước Size và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của Nghị định số 32/2006/NDCP ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bảo vệ chung trong các khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, Phong Quang và Na Hang. Đồng thời nhân rộng việc gieo ươm để vừa tạo nguồn cây làm cảnh đồng thời bảo vệ nguồn gen. 13. Lan hài Việt Nam. Loài lan này có tên khoa học là Paphiops idyllum vietnamese, họ phong lan Orchidaceae, bộ phong lan Orchideus, lớp lan đất. Là loài cây thân thảo lâu năm, loài lan này mọc rải rác trong các khe nứt hay hốc đá ẩm, ít đất ở các vách dựng đứng gần đỉnh núi. Dưới tán rừng nguyên sinh rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa cây lá rộng, trên núi đá vôi kết tinh, ở độ cao 350-550m. Mùa hoa vào khoảng tháng 3 đến tháng 4, lan hài Việt Nam có lá xếp thành hai dãy. Lá chất da dày,
dài, hình thuông, mặt trên màu lục bóng với các vết loang lỗ màu thẫm hơn, mặt dưới màu lục xiêm với nhiều chấm màu. Cụm hoa có cuống dài mang một hoa, lá bắt hình trứng rộng, hoa có kích thước lớn thường màu hồng nhạt và thẫm dẫn về chóp, lá đài màu trắng hay hồng ở gốc, về chóp chuyển thành màu hồng, hoặc tía, lá đài gần trục hoa hình trứng ngược có lông trắng ở mặt ngoài và ở mép. Cánh hoa màu trắng, hồng hay hồng tía ở gốc, ở phần trên màu tía thẫm, hình bầu dục phủ lông màu trắng ở cả hai mặt, môi màu trắng, hồng hay tía, với vệt màu tía thẫm ở giữa, gần hình cầu, nhị lép, bầu dài phủ đầy lông trắng. Giống với tên của chúng, lan hài Việt Nam chỉ sống trong tự nhiên duy nhất tại Việt Nam, vì là loài lan đẹp và quý hiếm, thích hợp để lai tạo, nên chúng được những người chơi lan ở cả trong và ngoài nước ưa chuộng. Chính vì vậy mà lan hài Việt Nam trong tự nhiên bị khai thác ồ ạt, dẫn đến việc suy giảm số lượng nghiêm trọng, gần như tuyệt diệt trong tự nhiên. Đây là ví dụ điển hình cho việc một loài cây có thể bị tuyệt chủng trong tự nhiên, do tình trạng buôn bán lậu. Lan hài Việt Nam, có tên trong sách đỏ Việt Nam, phần thực vật trang 469, phân hạng EPK, phụ lục 1 của công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm nhóm 1 của nghị định số 32/2006/NDCP, ngày 30 tháng 3 năm 2006. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Cần nhân rộng việc gieo ươm 1, để vừa tạo nguồn cây làm cảnh quý đồng thời bảo vệ nguồn gen. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn thích và chia sẻ video này đến bạn bè nhé. Đừng quên ấn đăng ký và nút chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video mà chúng mình sẽ ra trong tương lai nhé. Các bạn cũng có thể để lại ý kiến ở phần bình luận. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều là động lực để chúng mình tiếp tục phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.